Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì có lên vài cái mặt hàng cho bác sưu tầm rất nhiều, đa dạng phong phú, giá hợp lý nhất. Để em quay chi tiết cho các bác thì đây là 2 kg vua bò Hạ Nhiên, 1 kg khoảng 35 sen và 40 sen. Trước thì có rất là nhiều kg cũng đã chia sẻ gần hết rồi. Đây còn lại là 2 chiếc bán cho các bác sưu tầm. Thì cái kg này là chia sẻ 250. Còn cái ghi to 40 cm này chia sẻ cho bác là 300. Vua bò Hạ Nhiên rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn nhé. Bác nào mà thích sưu tầm thì lấy. Cái bông này rất là xuất sắc, cánh rất là bầu, rất đẹp. Đấy, thì bác nào mà thích thì sưu tầm thôi, rất đẹp, rất hợp lý. Đấy. Cái giò này thì cũng năm nay thối sạch rồi các bạn, thối rất là nhiều. Để nói về cờ đỏ thì giờ nó cũng rất là cao, cờ đỏ rất là đẹp, rất là lực, cây ăn nắng vàng chóe hết luôn. Đấy, ở đây thì có một số kỳ đấy cờ đỏ nhé. Đây là như các bác biết thì đây là những lốt chậu là chậu cũ thôi, tận rộng thôi. Đấy, ngày xưa mà nó đắt thì gọi là phải là chậu mới tinh luôn. Đấy, ở đây thì có lô này trên chục chậu. Đấy, thì thực ra là bán để mà cho các bác sưu tầm thì có nhiều bác bảo đắt. Đắt những cái giá cờ đỏ thì bây giờ nó vẫn rất là cao và sang năm nó sẽ là vua cờ đỏ. Đấy, những kỳ cắt khúc cùng tự nhiên như này nó rất là lực, thì nó rất là to tẹt. Để chia sẻ cho các bác những cái cây mà yêu thương thì nó nhỏ hơn một chút thì nó vừa tiền. Còn những cây này thì toàn là vài triệu thôi. Đấy, nên là rất là khó. Với lại những cái lốt này thì thực ra là cũng để khi năm 2 bán thì nó sẽ được tiền hơn. Đấy, thì nó em sẽ quay vài cái kỳ vừa tiền cho các bác sưu tầm. Đây là kỳ ươm tự nhiên nhé, cắt khúc ươm tự nhiên. Đấy, đây là tận dụng chậu cũ để trồng. Bác nào mà thích thì lấy nhé, liên hệ cho em. Vài triệu một kỳ, nó cũng không hề ít tiền đâu. Đấy. Như trước màn hình các bác các anh em đây thì là hai kỳ hồng phù hoa rất đẹp, rất mập, thắt ngọn rồi. Mùa này là nó thắt ngọn mập ú ủ luôn. Thì bác nào mà thích sưu tầm với dòng hồng phù hoa này chia sẻ cho bác nhà mình là yêu thương thôi, 500.000 một kỳ, rất mập nhé, 500.000 một kỳ, kỳ 52 khỏe đẹp. Hai kỳ này là tương đương 1 triệu cho các bác sưu tầm, mập, cây mập nhé, thắt ngọn thì nó béo, rất là béo luôn. Đấy, như trước màn hình các bác các anh em đây thì là hai cái chậu hồng mẫn nguyệt rất là đẹp nhé. Cái lá này là do phân thuốc thôi, nó rất khỏe, rất lực, bộ giá rất khỏe, rất phi phàm, mắt gốc sáng trưng hết. Hôm nay chia sẻ cho bác là 300 nhé, cho bác sưu tầm. Cái bộ giá rất là lực nhé. Bông hồng mẫn nguyệt rất là đẹp. Đấy, nó thắt ngọn rồi. Cái chậu này cũng chia sẻ cho bác là 300, cho bác sưu tầm. Đó, hai chậu duy nhất hồng mẫn nguyệt. Tiếp theo thì là tuyết đỉnh hồng. Tuyết đỉnh hồng thì mặt hoa của nó thì cái này do các bác sưu tầm thôi, có những lúc nó rất là đắt và có những lúc nó rất là rẻ. Nhưng để rẻ thì cái giá của nó thì như kỳ này có những chỗ người ta vẫn bán 1 triệu, 1 triệu 2, 800. Nó tùy thuộc vào những nhà có nhiều giống và có ít giống. Đấy, và tùy vào cái giá cả thị trường. Hôm nay thì hai kỳ này thực sự là cũng rất là lâu rồi. Có nhiều bác không thích tuyết đỉnh hồng như cái bông này nó rất là đẹp. Thì hôm nay chia sẻ cho bác là đây 500 kỳ số 1. Kỳ số 2 nhỏ hơn một chút là lấy các bác 400 nhé. Đấy, tuyết đỉnh hồng. Còn hồng giai nhân thì hiện tại thì giống nó cũng không có nhiều. Và các bác mà thích sưu tầm thì lấy. Nếu mà các bác nào mà có được nhiều giống hồng giai nhân thì càng tốt nhé. Bởi vì cái bông này nó chưa làm giá, bởi vì trên thị trường nó chưa có nhiều giống. Nếu mà có nhiều giống thì nó sẽ làm giá, sẽ đắt hơn rất nhiều. Tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà nó có vỏ. Chia sẻ cho bác kỳ số 1 này 150, số 2 150,
số 3 là 200. Đấy, các bác có sưu tầm thì lấy này. Thì nói về hồng thiên hoa thì cái bông cũng rất ý sống luôn. Thì cái kỳ này chia sẻ cho bác nhà mình là 1.200.000 bông hồng thiên hoa nhé. Đấy, tiếp theo thì ở đây còn là 2 chậu hồng phù hoa, mỗi chậu là 2 kỳ. Chậu này có 3 kỳ này, nhưng mà nó nhỏ, nó thân nó ngắn hơn cái chậu một thân nãy. Chia sẻ cho bác nhà mình yêu thương cho bác sưu tầm này, cái chậu này là 2 thân 500, cái chậu này là 600. Nếu mà bác nào lấy thì 2 chậu này lấy 1.000.000 này, cho bác sưu tầm. Hồng phù hoa rất đẹp. Tiếp theo là một cái chậu của Bạch Huyết Long, nó là kỳ 52. Thì cái chậu Bạch Huyết Long này chia sẻ cho bác mình là 500.000. Bạch Huyết Long 500. Còn cái Bạch Kỳ Hoa này thì cái kỳ này, 400. Kỳ này 900. Đấy các bác nhá, 900. Thì cờ đỏ này, cờ đỏ này, cờ đỏ thì hôm nay cái kỳ này, có nhiều bác và bán đắt, thực ra nó có không có gì mà đắt cả. Đấy, đang lên rất lực nhé. Kỳ này bác nào lấy thì chia sẻ cho bác nhà mình giá là, hôm nay để yêu thương cho bác nào mà chưa có cờ đỏ hay là muốn sưu tầm này, lấy các bác 400 nhé. Đó, 400 giá yêu thương luôn. Mầm gốc đang lên rất lực nhé. Đó, các bác này, mầm gốc đang lên rất lực. Đó. Tiếp theo là kỳ cờ đỏ khúc chóp ngọn, kỳ này để cho bác là 1.400.000, 1.400.000. Còn cái chậu này thì đang đi rất lực này, còn rất là nhiều mắt ngủ nhá. Cái chậu này thì chia sẻ 2.000.000 này. Đấy, rất nhiều mắt ngủ về các bác cắt ra ươm ok. Còn cái kỳ 52 này là 6.000.000 này. Đấy, 6.000.000 nhé. Tiếp theo là đại cát này. Đại cát thì ở đây có một kỳ 52 này. Kỳ này nhỏ vừa tiền. Chia sẻ yêu thương cho bác là 1.500.000. Kỳ số 1 1.500.000. Đây có kỳ số 2 này, kỳ này là 5.000.000 nhé. Đại cát cây này 5.000.000. Còn Long Khánh thì cây này rất nhiều tiền. Bác nào thích thì alo cho em, cây này to. Không báo giá các bác lại bỏ đắt quá. Còn cây này thì nó xấu, nó rụng lá một chút này. Cây này xấu rụng lá này, cây này 4.000.000. Nhưng không sao nhé, rất khỏe luôn. Cây này 4.000.000. Cái cây này là 1.800.000 này. Đấy, bác nào thích lấy cây nào lấy nhé. Còn bướm, bướm thì có nhiều bác không thích. Cây này 2.000.000 này, cây 1. Cây này là 3.000.000 này. Đấy, 2 và 3.000.000 bướm. Còn vệ nữ giả vàng thì cây này này, cây này vừa tiền này các bác này, 300. Cây này 500. Cây này 500. Đấy. Còn Vĩnh Khang này, Vĩnh Khang thì nhỏ thôi. Hôm nay bán nốt cho các bác sưu tầm nhé. 250. Số 2 250, số 3 250, số 4 250. Đấy. Người đẹp Bình Dương 150.000. Vô thường 150.000. Đấy, còn Khổng Tước cây này là 300. Khổng Tước 300. Rồi là Nam Trắng Trương Phi này. Cây này là 500. Cây số 2 cũng là 500. Ông Trương Phi rất đẹp nhé. Đấy. Còn Huyết Hạc thì 200. Huyết Hạc là 200. Siêu Bạch Tinh Tú là 300. Cây này 300. Cây này cũng, cây này thì nó hỏng mất 1-2 cái lá nhé, nhưng không sao, nó đang khỏe không vấn đề. Cây lấy các bác là 250 nhé, 250. Và có một cái chậu Ngọc Sơn Cước này, 3 thân rất dài rất lực, lấy các bác là 500. Ngọc Sơn Cước thì nó rẻ hơn rất nhiều. Chậu Báo Duy này thì 2 thân là 500. Đấy, bác nào mà lấy thì lấy nhé. Còn cái bông mít hoa mai là lấy các bác là 300 một kỳ. Ở đây có 2 kỳ tương đương là 600.000. Cái bông rất đẹp, các bác nên chơi, nên sưu tầm. Đấy, nên sưu tầm.
Ở đây có một kỳ tiên sa, lan trắng tiên sa rất đẹp. Cây này để yêu thương cho các bác là 300.000 đồng. Đấy, giá rất khỏe nhá, ăn bò ra thành chậu rồi. Đấy, bác nào mà lấy thì báo em. Và em cũng xin chào các bác.